Anh ký kết thỏa thuận an ninh với Thụy Điển và Phần Lan. Thủ tướng Anh là Boris Johnson vào ngày thứ Tư ngày 11 tháng 5 cho biết, ông vừa đồng ý ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Phần Lan và Thụy Điển nhằm để tăng cường an ninh trên toàn lục địa Âu Châu, đồng thời thì cam kết giúp đỡ cho hai quốc gia này trong trường hợp họ bị tấn công bất ngờ, tương tự như vụ Nga đưa quân sang xâm lấn Ukraine. Hiện chưa rõ liệu Anh có đưa quân sang Phần Lan hay Thụy Điển đồn trú nếu như họ trở thành mục tiêu xâm lấn của Nga. Nhiều người lo ngại rằng thì Phần Lan và Thụy Điển sẽ giống như ở Ukraine nếu như gia nhập vào Liên minh NATO. Không chỉ có Anh, Hoa Kỳ và Đức cũng đưa ra lời trấn an tương tự đối với Thụy Điển và Phần Lan. Thỏa thuận hợp tác an ninh sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia chia sẻ thông tin tình báo cũng như tổ chức các màn tập trận đa phương. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật viện trợ 40 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Các nhà lập pháp phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 10 tháng 5 đã đồng ý viện trợ hơn 40 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong bối cảnh Quốc hội đang chạy đua với thời gian để giúp cho quốc gia Đông Âu này tăng cường khả năng tác chiến cũng như có thêm sức mạnh để chống lại sự xâm lấn của Nga. Dự luật xài tiền cho Ukraine đã được Hạ viện thông qua với 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống. Tất cả phiếu phản đối đều đến từ Đảng Cộng Hòa. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden từng yêu cầu Quốc hội thông qua gói cứu trợ 33 tỷ Mỹ Kim. Đảng Cộng Hòa cho rằng Đảng Dân Chủ đã quá gấp rút trong việc dùng tiền thuế của người dân ở ngoại quốc. Để có thể đến được Thượng viện, dự luật cần phải có đủ phiếu của Đảng Cộng Hòa. Nhằm giải quyết lạm phát, Hoa Kỳ có thể gỡ bỏ thuế quan đánh vào Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden dưới áp lực kiềm chế lạm phát cao nói với người dân Hoa Kỳ rằng ông hiểu những gì họ đang chật vật đối phó. Ông và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang nỗ lực để giải quyết vấn đề hàng đầu đang đè nặng lên chính quyền của ông. Với lạm phát tăng vọt đã đẩy giá tiêu dùng hàng năm cao hơn 8%, Tổng thống đã nhấn mạnh việc mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược và gây áp lực buộc các công ty phải trả lại lợi nhuận cao cho người tiêu dùng bằng hình thức hạ giá. Ông Biden cho rằng đại dịch Covid cùng với các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc chiến của Nga với Ukraine là một nguyên nhân lạm phát gia tăng. Tổng thống Biden không công bố các biện pháp chính sách mới trong bài phát biểu này. Tuy nhiên, ông nói ông đang xem xét loại bỏ thuế quan từ thời Trump đối với Trung Quốc như một cách để hạ giá hàng hóa tại Hoa Kỳ. Theo một cuộc thăm dò của Reuters IPOS tuần trước, chưa tới một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ 44% tán thành cách ông Biden làm nhiệm vụ tổng thống và họ xem kinh tế là vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Làn sóng bạo lực ủng hộ phá thai sau vụ rò rỉ bản dự thảo phán quyết của tối cao pháp viện. Những người biểu tình ủng hộ việc phá thai đã tấn công các tổ chức ủng hộ sự sống ở một số tiểu bang bằng cách đập vỡ các cửa sổ, vẽ bậy lên tường và ném bom xăng. Theo trang web ủng hộ sự sống là Life Action, những người biểu tình bạo lực đã tấn công một trung tâm hỗ trợ vượt qua khủng hoảng thai kỳ ở Portland, tiểu bang Oregon và một nhà thờ cơ đốc giáo ở Boulder, tiểu bang Colorado. Nhóm ủng hộ việc phá thai là Roots and Us cũng đã yêu cầu các nhà hoạt động hãy đứng tại hoặc bên trong nhà thờ cơ đốc giáo địa phương hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Theo các bức ảnh trên Twitter thì chỉ một trung tâm ủng hộ sự sống ở Portland bị đập vỡ các cửa sổ và bị viết lên những bức tường. Những kẻ bạo lực cũng đã ném một chai bơm xăng vào một tòa nhà của nhóm đã ủng hộ sự sống ở Wisconsin. Tại Texas thì một kẻ phá hoại đã tấn công Loreto House, một trung tâm hỗ trợ vượt qua khủng hoảng phá thai ở thành phố Denton. Sữa bột cho trẻ em trở nên khan hiếm trầm trọng ở Hoa Kỳ. Các trở ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu đang thúc đẩy tình trạng thiếu sữa bột trẻ em nghiêm trọng. Ở một số tiểu bang, vấn đề này lại càng trở thêm nhức nhối hơn. Iowa, South Dakota và North Dakota đều thiếu hụt trên 50%, trong khi Missouri, Texas và Tennessee lần lượt là 52, 53 và 54%. Khoảng từ 40 tới 50% sản phẩm sữa bột trẻ em đã hết hàng ở 26 tiểu bang. 75% trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ sử dụng sữa bột trong 6 tháng đầu đời, do đó việc này ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình. Nguyên nhân của sự thiếu hụt có thể kể đến việc khó khăn cho việc có đủ thành phần nguyên phụ liệu đóng gói, thiếu lao động và đợt thu hồi sữa bột trẻ em vào đầu năm nay. Trong số hàng loạt lý do vào tháng 2, các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em ở Abbott Nutrition đã bị thu hồi trên ở nhiều nơi trong bối cảnh nhiều trẻ sơ sinh được báo cáo bị bệnh sau khi dùng sữa.